Hôm nay mình giới thiệu cả nhà một cái mồi tôm giả câu mực. Đây là dạng tôm vải cao cấp. Tôm của mình là size 3.0, nặng 15g và nó dài 11 cm. Cái này là dạng tôm đi chì. Thì con này là mọi người đánh với mực, mực lá nè, mực ống, mực biển, nói chung là câu tất cả các loại mực. Thì cái mồi tôm của mình á là nó được bọc cái lớp vải phản quang ha. Nó sẽ phản quang vào ban đêm. Đây size 3.0. Là hai tầng lưỡi rất là sắc nhọn và không bị rỉ sét. Tôm này có mắt 3D. Đây là dòng tôm cao cấp chuyên cho anh em mình đi câu mực.